chuyện tình yêu đẹp của cô gái Hải Phòng và chàng sĩ quan không quân Hàn Quốc. Hơn 2 năm làm dâu xứ người, Bích Huyền chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay lạc lõng vì bên cạnh cô là người chồng tâm lý và gia đình thứ hai luôn yêu thương mình. Sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ chung tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phùng Bích Huyền, sinh năm 1994, Hải Phòng, nhận được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của chính phủ Trung Quốc và lên đường sang thành phố Trùng Khánh du học vào năm 2017. Trong buổi họp mặt tân sinh viên, Huyền gặp Song Yang Sang, sinh năm 1993, chàng trai Hàn Quốc sang học theo hệ sinh viên trao đổi, người hiện là chồng cô. Ấn tượng đầu tiên và phán đoán của cả hai về nửa kia đều chật lất. Yang Sang có mái tóc xoăn cùng làn da rám nắng nên Huyền lầm tưởng anh chàng đến từ các quốc gia nhiệt đới như Lào hay Ấn Độ. Sau này cô mới biết, anh đam mê lướt sóng nên da mới đậm màu như vậy. Thấy Yang Sang giới thiệu là sinh viên năm 3, Huyền cũng chắc mẩm anh nhỏ tuổi hơn, còn kêu anh gọi mình là chị. Trong khi đó, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của Huyền, Yang Sang nghĩ cô gái Việt là sinh viên năm nhất, không chịu tin cô đang học thạc sĩ. Sau cùng, hai người phải cho nhau xem hộ chiếu mới dám chắc đối phương không chém gió. Yang Sang yêu thể thao, thích ca hát và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ngược lại, Huyền không thích thể thao, yêu hội họa và nhảy múa. Tính cách và sở thích của cả hai khá khác biệt nhưng có điểm chung là không đặt ra bất cứ quy chuẩn nào về gu người yêu. Tựa như hai nam châm trái dấu, Bích Huyền, Yang Sang ngày càng xích lại gần nhau, viết nên câu chuyện tình lãng mạn. 3 năm, 2 người, 1 tình yêu. Trong thời gian du học tại Trung Quốc, Bích Huyền, Yang Sang không học chung lớp. Ở cùng ký túc xá nhưng khác tầng, Huyền nghĩ chẳng có nhiều cơ hội gặp nhau nên ban đầu không quá để tâm đến anh bạn người Hàn. Nhưng bằng cách nào đó, tôi rất hay gặp anh trên đường đi học và căn bếp chung ở tầng 3, Huyền mỉm cười chia sẻ với phóng viên Dân Trí. Lúc đó, cô gái Hải Phòng mới sang và chưa quen đồ ăn Trung Quốc, nhóm du học sinh Việt thường rủ nhau nấu cơm. Mỗi lần gặp Yang Sang, mọi người đều mời anh ăn cùng. Để trả công, anh xung phong dọn dẹp bát đĩa sau bữa ăn và đàn guitar, hát cho cả hội nghe. Cứ thế, Huyền và Yang Sang trò chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn rồi ngày càng trở nên thân thiết. Trong thời gian tìm hiểu, Huyền cảm nhận được sự chân thành của Yang Sang qua những hành động rất nhỏ. Anh luôn kéo cô đi vào phía trong khi qua đường, luôn là người chủ động lên kế hoạch trước những cuộc hẹn, luôn chắc chắn bạn gái an toàn trở về ký túc xá mỗi tối và cố gắng tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Tuy đã rung rinh trước những cố gắng đó, Huyền còn nhiều điều đắn đo nên không ít lần né tránh lời tỏ tình của Yang Sang. Cô nghĩ anh là sinh viên trao đổi, chỉ học 6 tháng rồi về Hàn Quốc, nếu có yêu chắc cũng chẳng lâu dài. Cô sợ dành quá nhiều tình cảm khi chia tay sẽ phải chịu nhiều tổn thương. Dù bị từ chối nhiều lần, Yang Sang vẫn không bỏ cuộc. Anh nói với Huyền rằng chỉ cần cho mình một cơ hội, anh sẽ chứng minh tình cảm dành cho cô nhiều đến thế nào. Và rồi cô gái Việt đồng ý, nhưng không nói thẳng mà chỉ viết cho bạn trai một chữ. Do mới học tiếng Trung và không hiểu nhiều về văn hóa Trung Quốc, Yang Sang phải hỏi một người bạn xem ý Huyền là gì. Đúng lúc hai người đang đi chơi, chàng trai nhận được tin nhắn từ người bạn nói rằng chữ này gồm có bạn và trái tim, ẩn ý là trong tim em có anh. Giây phút ấy, anh mới hiểu rằng tôi đã nhận lời và hét ầm lên rồi ôm chầm lấy tôi. Người qua đường trông thấy còn ngạc nhiên hỏi, bộ chúng xổ số hả? Lúc đó là tròn 3 tháng 2 đứa quen nhau, Huyền nhớ lại. Lẽ ra, Yang Sang chỉ học một kỳ ở Trùng Khánh nhưng vì muốn có nhiều thời gian ở bên Huyền, anh xin học thêm một kỳ. Sau một năm, chàng trai phải về Hàn Quốc để hoàn thành năm cuối đại học, còn Huyền ở lại Trung Quốc học nốt 2 năm thạc sĩ. Trước khi bắt đầu yêu xa, cặp đôi đưa nhau về ra mắt gia đình. Lần đầu Yang Sang về Hải Phòng là vào dịp Tết Nguyên đán. Vì quá căng thẳng, ngay sau khi đáp xuống sân bay, anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh để thay bộ siêu, âu phục, đeo cà vạt, đổi giày, vuốt tóc rồi mới tự tin ra ngoài. Về đến nhà tôi, anh ngồi thẳng lưng nghiêm túc, tay đặt ngay ngắn như đi phỏng vấn xin việc. Đến bữa ăn, anh cũng nhất định không thay đồ thoải mái mà mặc quần dài, áo sơ mi đóng thùng khiến bố mẹ tôi được một trận cười no nê, Huyền kể. Tuy vậy, sau khi con gái sang Trung Quốc du học rồi bỗng có bạn trai người Hàn, phụ huynh của Huyền khá sốc và không quá ủng hộ. Họ lo con đi lấy chồng xa, phải làm dâu nơi xứ người. Về phía gia đình Yang Sang, họ cũng có những lo lắng nhất định khi biết con trai phải lòng cô gái người Việt. Một trong số đó là rào cản ngôn ngữ khiến hai bên không thể giao tiếp với nhau nếu không có Yang Sang ở giữa phiên dịch. Vượt qua cửa ải của hai bên gia đình, trong thời gian yêu xa, Huyền và Yang Sang luôn cố gắng dành dụng để mỗi năm gặp nhau, về thăm bố mẹ 2 đến 3 lần. Đến lúc phải tạm chia tay, cả hai lại động viên nhau cùng cố gắng. Sau khi tốt nghiệp đại học,
Yang Sang bắt đầu ôn thi để trở thành sĩ quan không quân. Kỳ thi đầu vào khó, tỷ lệ chọi cao, sau khi thi đỗ phải huấn luyện đặc biệt 3 tháng. Trong 3 tháng này, anh và bạn gái chỉ có thể trao đổi thông tin qua thư tay hoặc email, thư điện tử, cuối tuần mới được gọi điện. Không những thế, thư từ mà cả hai trao đổi cũng bị kiểm soát rất chặt chẽ. Khoảng thời gian đó giúp cặp đôi nhận ra tình cảm của mình đủ lớn để vượt qua tất cả, yêu xa cũng không phải thử thách gì quá ghê gớm. Đám cưới giữa dịch, hai người mẹ tham dự qua màn hình. Bích Huyền và Yang Sang dự định sau khi Huyền tốt nghiệp, cả hai sẽ nắm tay nhau về chung một nhà. Không may dịch Covid-19 bùng phát, những người làm trong quân đội ở Hàn đều bị cấm xuất cảnh. Vì vậy, cặp đôi lại phải trải qua thêm một năm yêu xa, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại, cố gắng động viên đối phương duy trì suy nghĩ lạc quan. Cuối năm 2021, cặp đôi quyết định làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trước đó, bố mẹ Yang Sang gọi điện xin phép phụ huynh của Huyền để đón cô sang Hàn. Đám cưới ở Hàn được tổ chức trước nhưng do dịch bệnh quá căng thẳng, bố mẹ Huyền không xin được visa, thị thực nên không thể qua dự. Đã vậy, đúng ngày cưới, mẹ chồng tôi còn mắc Covid-19 nên không thể có mặt ở hội trường cưới. Nghi lễ thắp nến thiêng liêng vốn là mẹ cô dâu và chú rể cùng thực hiện nay được thay bằng bố chồng và bác cả. Mẹ chồng và mẹ tôi theo dõi lễ cưới qua điện thoại đều không kìm được nước mắt, Huyền xúc động nhớ lại. Giữa năm 2022, khi dịch bệnh lắng xuống, gia đình Yang Sang cùng người thân, bạn bè sang Việt Nam tham gia hôn lễ lần hai của đôi trẻ. Không chỉ có đầy đủ nghi lễ truyền thống theo phong tục của người Việt, đám cưới còn có màn giao lưu văn nghệ máu lửa của hai bên thông gia. Huyền và Yang Sang hạnh phúc khi cuối cùng cũng có lễ cưới trọn vẹn. Sau ngày vui, hai bên gia đình cùng nhau đi du lịch Sapa, Lào Cai. Vừa về tới Hàn, bố mẹ chồng Huyền lại mắc Covid-19. Đến giờ nhắc lại, cả hai vẫn bật cười nói đùa rằng chạy đâu cũng không thoát khỏi virus. Khi theo chồng sang Hàn sinh sống, Huyền đắn đo khá nhiều. Cô hiểu rằng quyết định đó đồng nghĩa với việc mình phải bắt đầu từ con số 0. Dù nói được tiếng Trung, Anh hay Việt, để sinh sống ở Hàn, cô bắt buộc phải học ngôn ngữ hoàn toàn mới. Bố mẹ Huyền là người lo lắng nhiều nhất. Dù đã gặp và tiếp xúc nhiều lần với Yang Sang, biết rõ con rể cùng gia đình đều rất hiền lành, tốt tính. Trong lòng họ vẫn không khỏi lo lắng con gái bị khinh thường hay bắt nạt vì chỉ có một thân một mình nơi xứ người. May mắn, Huyền đã có nhiều dịp sang Hàn thăm gia đình Yang Sang nên không quá bỡ ngỡ và hòa nhập khá nhanh. Hai vợ chồng ở riêng, ngày đầu về thăm nhà, bố mẹ cùng em chồng tổ chức tiệc chào mừng, trang trí phòng ngủ với bóng bay và hoa khiến Huyền rất cảm động. Cô có thể cảm nhận rõ tình yêu thương mà cả nhà dành cho mình. Bố mẹ chồng cưng con dâu như con gái. Bích Huyền tiết lộ sau đám cưới, cuộc sống của vợ chồng cô trôi qua êm đềm, bình thường vẫn đi siêu thị mua đồ nấu cơm, một tuần gọi ship đồ hoặc ra ngoài ăn 2-3 lần. Chồng khá dễ nuôi nên tôi nấu gì anh cũng đều hưởng ứng nhiệt tình. Món yêu thích của anh là phở và bún chả. Ở Hàn tổ chức nhiều khóa học văn hóa miễn phí cho cô dâu gia đình đa văn hóa, tôi cũng từng tham gia và học được cách làm khá món ngon, cô nói. Yang Sang làm việc trong quân đội, sáng đi làm 9 giờ đến 17 giờ về nên hai vợ chồng vẫn gặp nhau thường xuyên. Buổi tối, cả hai thường cùng nhau đi siêu thị hoặc dạo quanh công viên, trượt ván. Cuối tuần sẽ là thời gian cho các buổi xem phim, hẹn hò, mua sắm. Hiện giờ, Huyền và Yang Sang vẫn giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh và Trung. Khi ở cùng người nhà, cả hai sẽ nói chuyện bằng tiếng Hàn. Do vậy, rào cản ngôn ngữ không còn là điều lo lắng. Chỉ có điều, vì hiện nay dùng cùng lúc 4 thứ tiếng, đôi khi tôi gặp một số sự cố khi chuyển ngữ. Không ít lần, tôi trả lời bố mẹ chồng bằng tiếng Trung khiến cả nhà được phen cười ngất, Huyền kể. Yang Sang cũng cố gắng học tiếng Việt nhưng do công việc khá bận, tiến độ học còn chậm. Nhưng mỗi lần về Việt Nam, anh đều cố gắng học thêm các cụm từ cơ bản, những lời chúc để giao tiếp với bố mẹ và người thân trong gia đình vợ. Đặc biệt, bài hát Việt Nam chàng trai yêu thích nhất chính là tiếng quân ca. Sau 3 năm công tác trong lực lượng không quân Hàn Quốc, Yang Sang quyết định xuất ngũ và mở công ty riêng. Hiện tại, Huyền là giáo viên dạy tiếng Trung, đồng thời hỗ trợ phiên dịch cho công ty của chồng. Sau hơn 1 năm học tiếng, Huyền vui mừng khoe đã đỗ kỳ thi quốc tịch Hàn và đang trong thời gian thẩm tra chờ ra quốc tịch. Vợ chồng Huyền cũng chuyển từ thành phố Daegu về thành phố Suwon để ở gần nhà bố mẹ chồng, chỉ mất 10 phút lái xe là có thể sang thăm họ. Cứ cuối tuần, cả nhà lại cùng nhau tụ tập ăn uống. Huyền luôn nghĩ, mình vốn đã may mắn và hạnh phúc khi có gia đình yêu thương, nay còn có thêm gia đình nhà chồng tuyệt vời. Mẹ chồng không bao giờ yêu cầu Huyền phải nấu nướng hay ép con dâu làm gì cô không thích. Mỗi khi rảnh rỗi, mẹ lại rủ Huyền đi mua sắm, hỏi han cô có thích mua gì, ăn gì không để mua cho. Có lần,
Cô nói vu vơ là thích ăn dâu và quả mâm xôi, ngay hôm sau đã thấy có thông báo nhận giao hoa quả đến tận cửa. Mẹ chồng tôi rất tâm lý, mẹ thường xuyên tâm sự, chia sẻ với tôi. Mẹ còn nhắc tôi phải chăm chỉ gọi điện về cho mẹ đẻ vì mẹ cũng có con gái, nếu con của mẹ đi lấy chồng xa chắc mẹ cũng sẽ nhớ con gái lắm, cô kể. Bố chồng Huyền hơn bố cô 1 tuổi, là người hiền lành và tinh tế. Sở thích ăn uống và khẩu vị của Huyền và bố chồng cũng giống nhau. Vì vậy, khi thấy có món ngon, ông đều mua thêm một phần cho con dâu. Biết Huyền thích vẽ, khi đi du lịch, bố chồng cũng tìm mua màu vẽ cho cô. Tôi cảm giác bố mẹ chồng yêu thương mình như con gái, luôn quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất, Huyền nói. Thành viên trong nhà chồng Huyền còn có em gái chồng sinh năm 1995, đang là y tá ở Bệnh viện Đại học Seoul, Hàn Quốc. Vì tuổi gần nhau, hai chị em dễ nói chuyện, có chung sở thích là ngồi nói xấu Yang Sang. Đối với Huyền, Yang Sang không hề hoàn hảo hay chuẩn hậu duệ mặt trời như trên mạng thường nói. Anh chỉ là người đàn ông bình thường, thích ăn đồ ngọt, mê lướt sóng và trượt ván, tính cách cũng khá trẻ con. Cô lý giải có thể do ở Hàn, quan niệm 30 tuổi vẫn còn trẻ nên có thể đàn ông Hàn Quốc có phần trưởng thành muộn hơn so với đàn ông Việt Nam. Nhưng trong công việc, Yang Sang là người có quyết tâm và nỗ lực để đạt được những mục tiêu đề ra. Khi chồng quyết định từ bỏ công việc ổn định, không quá áp lực lại có được nhiều đãi ngộ tốt như sĩ quan, Huyền có phần đắn đo. Tuy nhiên sau cùng, cô cho rằng trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là luôn cùng nhìn về hướng tích cực, luôn ủng hộ và tôn trọng đối phương. Huyền và Yang Sang cũng thường xuyên về Việt Nam, một năm khoảng 2 lần, mỗi lần ở lại 1 tháng. Mỗi khi thấy căng thẳng hay mệt mỏi, cặp vợ chồng trẻ lại cùng nhau đi du lịch, không quan trọng xa hay gần. Địa điểm hai người yêu thích nhất là Đà Nẵng và đảo Jeju, Hàn Quốc, nơi vừa có núi vừa có biển, có thể nghỉ dưỡng và cũng là những địa điểm lý tưởng để Yang Sang lướt sóng. Chúc mừng cho đôi bạn trẻ đã hạnh phúc bên nhau. Like và chia sẻ video này nhé. Xin cảm ơn.